Xin chào tất cả các bậc cha mẹ. Làm cha mẹ thì ai cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con yêu của mình. Và một trong những điều tốt đẹp mà mình tin rằng tất cả các bậc cha mẹ đều nghĩ đến, đấy chính là giúp cho con có một vốn tiếng Anh, để giúp cho con có khả năng nghe, nói, đọc, viết thành thạo và có thể giao tiếp giống như là những người bản ngữ, để các con có thể tự tin bước ra ngoài trở thành một công dân toàn cầu. Và càng ngày thì mọi người càng nhận thấy vai trò của tiếng Anh trong việc giúp định hướng các con để có thể bước ra thế giới một cách tự tin. Nhưng sẽ có rất nhiều các bậc cha mẹ đặt câu hỏi là con em thì cứ học tiếng Anh một thời gian lại cảm thấy chán, con em thì không có khả năng duy trì, rồi con em thì không tự tin nói trước đám đông, không tự tin nói trước mọi người, mặc dù các con có thể nghe, có thể nói, có thể viết tốt nhưng mà lại hoàn toàn không tự tin. Và những cái câu hỏi này thì mình hoàn toàn chia sẻ nỗi băn khoăn, vì hầu hết những người học tiếng Anh đều gặp những trở ngại như vậy. Và với thời điểm mà Nam bắt đầu học tiếng Anh, những cái trở ngại đó cũng không phải là không đến với Nam. Và cái cách mà mình lựa chọn đấy chính là giúp cho Nam có một nguồn hỗ trợ tốt. Và nguồn hỗ trợ tốt vào thời điểm đó đấy chính là Nam tìm được những người thầy, người cô mà sẵn sàng giúp đỡ để có thể trò chuyện cùng với Nam, lên lộ trình học tập cho Nam và gợi ý hướng dẫn để tìm ra cái phương pháp tốt nhất trong việc học tiếng Anh. Và vì vậy cho nên đối với mình, học tiếng Anh mà được học theo hình thức tương tác 1-1 giữa thầy và trò thì quả thực rất tuyệt vời. Những điểm mạnh của hình thức này có thể kể đến như sau. Thứ nhất, dễ dàng thấy nhất, đó chính là con của bạn không cảm thấy ngần ngại, con không cảm thấy sợ sệt hoặc là thiếu tự tin hoặc là sợ sai khi mà nói tiếng Anh, vì đối diện với mình thì chỉ có một người thôi và người đó chắc hẳn là sẽ luôn khích lệ để con có thể nói, và lúc bấy giờ tiếng Anh trở thành một phản xạ rất tự nhiên đối với trẻ. Điều thứ hai, lợi ích có thể nhận thấy, đó chính là với việc học 1-1 thì khả năng tương tác giữa thầy trò sẽ cao hơn rất nhiều. Và trong quá trình tương tác đó, người thầy sẽ nhận diện được những điểm mà chưa mạnh của học sinh, và đồng thời với đó thì sẽ nhận diện được những năng lực rất tốt của học sinh để có thể phát huy năng lực đó. Và tương tác không chỉ liên quan tới kiến thức, có thể liên quan tới cảm xúc. Rất nhiều thầy khi mà dạy theo kiểu 1-1 thì phát hiện ra là hình như là hôm nay con có chuyện gì đó không vui, hoặc là hình như con gặp một chuyện gì đó ở trong lớp và con có thể kể lại được không. Và như vậy thì cái việc học tiếng Anh nó sẽ không chỉ dừng lại ở việc học kiến thức nữa, mà nó còn giúp cho con bạn tích lũy thêm được về mặt kỹ năng. Điều này thực sự rất là cần thiết đối với mỗi đứa trẻ. Lợi ích thứ ba có thể nhận thấy đấy chính là những người thầy dạy theo cách 1-1 thì sẽ giúp học trò lên được một lộ trình phù hợp nhất. Và cái lộ trình này sẽ tiếp cận theo hướng cá nhân. Càng ngày người ta càng nhận thấy việc dạy học theo hướng tiếp cận cá nhân đều là điều tuyệt vời. Vì các bạn cũng biết rằng mỗi một em bé, mỗi một đứa trẻ sẽ giống như một bông hoa. Nó sẽ có những cách nở khác nhau và hương thơm khác nhau. Nhiệm vụ của người thầy đó là tìm ra cái bông hoa đó, hương sắc đó để có thể khiến cho bông hoa tỏa hương. Và như vậy á, cái việc học tiếng Anh 1-1 nó sẽ vượt qua những cái rào cản và trả lời được những câu hỏi mà các bạn thường băn khoăn và trăn trở trong quá trình học tiếng Anh của con. Và vì vậy cho nên mình cũng có lời khuyên là các bạn có thể tìm tới những trung tâm tiếng Anh uy tín mà đã có hình thức học này từ rất lâu rồi và đã được thị trường kiểm định. Mình có trung tâm tiếng Anh Pantado là nơi mà mình có cộng tác rất nhiều năm nay và cũng đã giới thiệu với rất nhiều các bậc cha mẹ. Và ở Pantado thì hình thức học tiếng Anh trực tuyến 1-1 là một hình thức học rất phổ biến. Có rất nhiều bậc cha mẹ đăng ký cho con tham gia và sau đó kết quả thu được là sự hài lòng cả về phía cha mẹ lẫn con cái. Và các bạn cũng hoàn toàn có thể kiểm tra được việc học của con mình thông qua việc hỏi đáp đối với giáo viên và hệ thống phản hồi của giáo viên đối với đứa trẻ của mình. Và các bạn lúc bấy giờ sẽ hoàn toàn yên tâm rằng con không chỉ học một ngôn ngữ mà con đang
đang học cách học và con đang học một phương thức, một cái cách thức để có thể chiếm lĩnh những kiến thức nói chung. Và dần dần thì tất cả các con đều nhận thấy suy cho cùng tiếng Anh cũng chỉ là phương tiện, giỏi tiếng Anh mục đích cuối cùng cũng chỉ là để chiếm lĩnh những kiến thức rộng lớn hơn ở thế giới và sẵn sàng tự tin bước ra ngoài với sự rạng rỡ nhất có thể. Và mình hy vọng cái lời khuyên của mình, cái gợi ý của mình sẽ giúp ích các bậc cha mẹ trong việc lựa chọn cái môi trường hoặc là cái nơi mà để giúp cho con mình chiếm lĩnh được tiếng Anh cũng như là chiếm lĩnh được những điều đẹp đẽ của thế giới. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.